Duy Minh xin kính chào tất cả bà con cô bác đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh. Thì hiện tại Duy Minh đang có mặt tại một nghệ sĩ ưu tú Du Linh của chú vậy. Con là cô Thảo. Ủa là sao sao vậy? Sao cái cô? Này, cái này gửi về nhà 49 ngày về với Sài Gòn chơi cộng năm ấy. Dạ, dạ cũng như bên gia đình của cô gỡ hay sao cô? Thì cô gửi đây nè, gửi dạ, dạ. Về gia đình chùa Thành Linh á. Không chị, xem nó không có ở đây nó đi đâu rồi. Cái này là bên gia đình của cô gửi cho cô chồng ha. Dạ. Vậy cô có điện cho cậu Thành chưa? Có điện rồi. À, cậu Thành kêu để đây hay sao cô? Gửi ở đây rồi cậu Thành lên. Dạ. Cậu Thành đó là trước con về cậu Thành lên đó. Đây, không có đây con gửi ra cậu. Thì gửi ở đây cho mấy đi đi. Cứ để đi. Còn dùng miêu ở đây đây. Còn cái này là cái gốc để cho cái gốc để cho cậu Thành đem về về Pháp luôn ấy, về trồng. Dạ, cái hoa này là hoa gì cô? Sen là lộc. Sen tài lộc hả? Đa lộc. Đa lộc. Sen tài lộc ha. Cái này là cái gốc. Dạ, cái này là gốc để tặng cho chú Thành. Chú Thành mang về Pháp luôn. Về Pháp luôn hả? Cô ở đâu đến cô? Ở Bầu Bàng. Bầu Bàng ha. Bầu Bàng ở bên mà xã Long Nguyên. Dạ. Bữa 29 có lên. Dạ. Không. Cô cũng mất công chuyện. Có công chuyện cho nên hôm nay cô đi trước ha cô. Không, chủ yếu là đem này lên làm 49 ngày cho. Dạ. Cô Thành mới còn. Dạ. Bây giờ gửi ở đây tụi dạ, con. Đây đi chưa? Hồi nãy cô Thành gọi cho con trước 10 phút rồi cô Thành bảo là ho vô. Dạ. Không quay chung là không cho quay thôi quý chú chị. Đây là cô dắt cô là mẹ của chị mà cô thì cho quay mà chị thì không cho quay quý chú chị ạ. Một cái thì anh em mình đi đến đây quay phim thì nói chung là cũng chia sẻ để cho bà con được xem ở nhà được xem thôi quý chú chị, chứ cũng không có ý gì mà xấu xa quý chú chị, mà mình cũng không hiểu làm sao. Nhiều khi có mấy chị lại đây bịt mặt bịt mày thì lỡ đâu có thấy hình ảnh cái gì đâu mà đem đó hoa lại đó là một cái việc tốt thôi. Nhưng mà nghĩ sao thì mình cũng không hiểu luôn. Nhiều khi cũng đâu có biết ai đâu, bịt mặt đầu bỗng gì trùm kín hết rồi quý chú chị. Thì có một số thì mình cũng rất là kính nể, mình cũng quay lịch sự đàng hoàng chứ đâu có nói gì bậy bạ đâu. Mà nhiều khi thấy thái độ một số bà con á cũng có cái thái độ nó gay gắt lắm quý chú chị, làm như là mình đang làm cái gì đó vậy đó, thật sự luôn. Không hiểu nổi, nhiều khi cũng rất là buồn. Nhưng mà anh em mình chia sẻ ở đây, khung cảnh ở đây thì cũng muốn là chia sẻ những cái tâm sự của bà con, cô bác muốn gửi gì cho chú. Và những ví dụ như là mình cái hoa này là được gửi về cho ai và của ai đem đến, phải biết được cái chủ nhân của chú anh chị đó. Nhiều khi lỡ gửi ở đây đi mà không ai nhận, rồi ví dụ như mấy anh em không quay, không ai lỡ đến đây quay thì không ai nhận ở đây, thì có thể là lỡ như mà mắc cái này thì ai chịu trách nhiệm, đúng không anh? Cái gì? Ví dụ như ý là em nói á, ví dụ anh em mình ở đây mình chia sẻ như một cái hình ảnh tốt ở đây cho bà con đến viếng, thì mình chia sẻ sẽ đâu có ý gì xấu, đúng không? Đúng không anh? Đúng rồi. Và nhiều khi một mình thấy một số thái độ bà con á thì có người này thì người khác, mà không biết cũng như là nghĩ anh em mình là cái gì xấu hay sao á, không cho quay. Mà nhiều khi là những việc khán giả bịt
kính mặt rồi mình quay mình chia sẻ hình ảnh đâu có cái gì đâu. Không, cái chuyện này thì hôm trước anh quay và thì anh còn bảo đọc cho thợ lên á. Đúng rồi. Nhờ tụi anh kêu đọc mình đọc cho thợ lên. Mà em nói anh ví dụ gì nè, ví dụ gì nè. Mình quay cũng chia sẻ cho chị thôi đúng không? Ví dụ như mà mấy năm mình không quay, không ai lại đây quay hết. Bây giờ không có ai nhận hoa hết. Lỡ như để đây mắc là sao? Đúng không? Em nói đúng không? Là có anh em mình quay mà vừa giữ ở đây nữa. Đi tới đâu mà hai cậu thấy cái hôm này là cậu hình của cậu đó. Cậu thành gọi cho em hồi nãy luôn hả? Cậu thành gọi em trước cậu lên 10 phút em còn ở lúc ở quán cà phê cậu thành gọi. Không biết tại vì nửa tiếng trước chị chuẩn bị xong á là chị có nhắn, nãy là chị nãy chị chụp gỡ cậu mà nãy chị mà không có gỡ nhưng mà mấy em mà chị để đây không ai em không quay mà không ai lại đây hết rồi chị gỡ ai? Lỡ rồi mắt sao chứ. Điện cậu đâu có ở đây đâu. Cậu mới nói là nó phải nhờ đúng không? Phải nhờ anh em YouTuber mới nói là dụ như là anh em là ai gì đó đúng không? Nói chung là anh em chia sẻ ở đây là chia sẻ cái hình ảnh tốt thôi chứ không có gì hết. Thì mấy em cũng đâu có đưa đâu. Tức là em né qua bên chứ đâu có đưa chị. Cậu điện cho số chị đâu có nghe đâu. Tại vì cái lúc mà chị cho số là chị ý chị nghĩ là cái số đó chị ít xài. Xong rồi chị quên là cái số đó chị đăng ký Facebook đi. Tại vì anh em ở đây chia sẻ ở đây. Có chức năng kiếm tiền bằng điện thoại rồi bạn. Facebook nó khó cái chức năng kiếm tiền bằng điện thoại rồi. Nó chỉ có Zalo thôi, Zalo mình ta nó là thôi. Đúng rồi, cái Facebook chị như cô này thì cho quay bình thường của chúng chị. Hay là con nhắn cho chị đó cũng được chị nói cũng như mấy cái lễ còn siêu rồi đó. Dạ. Thì cô có khi cô đưa trong đạo tràng của cô qua để ủng hộ. Cô có ai đi đạo tràng? Cô là bên sắp hoa luôn hay sao cô? Không đạo không mấy bên sắp hoa mà đạo tràng Liên Trì. Dạ. Để khi nào mà có đã giải thích cho. Nếu mà có nếu mà có cầu siêu lễ cầu siêu á thì cô dẫn người ở bên đạo tràng của cô qua để tụng kinh cầu siêu. Có gì không phải em không hiểu nhưng bây giờ á là em hỏi cô em mới hiểu. Tức là tại vì em chưa biết cô là ai cho nên là em mới hỏi thôi. Thấy cô đem hoa đến lúc trước em vừa quay đúng rồi cô thấy cô đem hoa đến là em mới hỏi là phải cô là bên shop hoa hay không chứ không phải là em chưa nghe được câu chuyện gì hay không hiểu. Chị này với là cô là đây là hoa nhà trồng nha, rất là đẹp. Đó hôm trước em không quay đúng không, hôm trước anh quay đăng một cái tiêu đề là hoa rất đẹp thôi. Của em. Anh quay mà. Tại vì em không hiểu, em không biết cô thôi cho nên cô em này hỏi. Là gì cô là gì của chị này. Cô chị này á là trồng tự trồng ở nhà nha. Đây bà sen đa lộc rất là đẹp nha, rất là quý hiếm nha. Có nhiều người họ trồng nó không ra bông luôn đó mà chị này trồng rất ra nhiều bông. Nói chung là hôm trước tụi em quay chị lên đó nói chung là mình quý. Chị đập số điện thoại lên á. Giờ số điện thoại lên á thì nhiều người ủng hộ chị chứ đây cô Thành. Cũng nhờ đọc số điện thoại lên rồi cậu Thành mới biết được chị này đó, nếu không đọc số lên không biết cậu Thành không biết đâu. Nhờ đọc số điện thoại thì cậu Thành mới biết mới được hoa này đó. Đúng rồi, thì bởi vì em mới tò mò em hỏi chứ em đâu có. Đúng rồi, ví dụ anh em mình quay lên là đi về thì đúng không rồi. Ai biết về, thậm chí mình không biết chị ai luôn á. Đúng rồi. Cũng như chị đọc số điện thoại lên là cậu Thành mới gọi nó là nếu có thì cậu Thành mua hoặc là xin gì đó, hoặc là tặng cho cậu để cho cậu mua 9 ngày đó. Đúng rồi, tại vì biết sao không? Tại vì em quay ngang. Tại vì em quay ngang, em không có hiểu câu chuyện nên em phải hỏi lại. Đúng không? Chứ không phải là cái gì như là mình không hiểu câu chuyện sao như thế nào cô mới hẹo hỏi lại cô. Đừng cho cô giải thích, đừng cho biết chứ. Tự nhiên đi quay ngang. Ở ngoài Bắc Ninh rồi ở ngoài Hà Nội rồi cũng điện vô để họ nói nó gửi bưu điện á. Dạ. Bưu điện ngoài đó nó bán cũng nhiều lắm rồi. Dạ. Dạ. Nó bán cứ một gốc thôi là 50 ngàn. Dạ. Còn cái bông à, còn cái bông á thì ta mua để ta cúng á thì 15 ngàn. Dạ. Nhưng mà ở đây là nó không có một bông đi hả 15 ngàn hả? 15 ngàn. Rẻ ta. 15 ngàn quá rẻ luôn. Bị một vài chạy cục chứ. Nhà nhà thấy quá rẻ luôn á. Bông đây nó khó nở mà. Bông đây một cái ít chứ con đó phải 40 chục. Cô cũng cầm đúng giá đó. Của cô cũng cầm nhưng mà nó nhỏ hả? Hôm đó còn của nó giờ nó vậy nè, nó phải bao lại. Tùy theo tay người trồng ha. Đúng rồi, tùy tay người trồng chứ nó còn một loại một giống thôi nhưng mà cô trồng chăm sóc cỡ nào nó cũng chỉ nhiều. Thì bởi vì cô đem đến đây cô giải thích gì tụi con mới hiểu, tại cũng đang thắc mắc đó cô. Cho nên là con quay ngang con đâu biết cái câu chuyện gì đâu cho nên con mới thắc mắc con hỏi. Thảo trước quay rồi anh ơi rồi. Ô, thôi con còn đi đó. Cô ở nhà con còn á. Ở nhà sao? Dạ.
dạ. Nó cũng nói chung là bởi vì mình con là gì được đúng không? Rồi con là gì? Con biết ở bên cát Bình Dương. Con ở xã Long Nguyên. Con nắm rất là rõ luôn đó. Con có chân thoại đi luôn nè, mà con không gọi á. Không biết con biết là đọc lên đó. Nhờ đọc chân thoại lên cậu Thành mới biết luôn đó. Nếu như mà cậu quay mà không có chân thoại cậu Thành chắc sẽ biết. Quay xong cô về rồi ai biết cô đâu đúng không? Vậy là cậu Thành điện thoại với cô ha. Tại vì lúc quay anh thì mình có đọc trong thoại lên đó. Một góc cái là để tinh lầu có hồng, tinh lầu còn một góc cái là cậu Thành mang về Pháp. Dạ. Dạ. Hay quá. Cái này nó cũng dễ trồng hả cô? Dễ trồng cái này kỹ lắm, nó quấn rồi nó ủ mát rồi đó để đi xa. Chứ chắc bữa nay làm 49 ngày rồi cậu Thành đi về Pháp luôn. Dạ. Tại hồi nãy cậu Thành có gọi. Cậu Thành đang ở nhà, có việc ở nhà chứ cậu Thành đang chờ trái tim ở trên Bình Dương ship xuống. Rồi khoảng qua 1 giờ cậu Thành lên đây. Dạ. Khoảng 1 giờ tới 2 giờ cậu Thành có mặt đây rồi. Thôi con cũng cảm ơn cô hả cô. Dạ. Dạ. Đúng rồi, cảm ơn cô nha. Dạ. Chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Ờ, quý chú anh chị. Nói chung là Diễm Minh đến sau không hiểu thì hỏi lại cho hiểu quý anh chị. Thì một số anh em thì đồng nghiệp thì cũng có kiểu như cái thái độ không thích quý chú vậy. Và nói chung là mình đến sau thì mình hỏi cho bà con, mình quay thì chia sẻ cho bà con phải biết cái câu chuyện nguyên nhân như thế nào đó. Còn à... đây là quý chú chị, nói chung là ở đây là mình chia sẻ thì có những vị khách thì không có cho quay thì mình quay hoa quý chú chị, còn ai cho mình quay thì mình quay, còn không cho quay thì mình quay hoa. Nói chung hoa ở đây của cậu thì tất cả những cái tấm lòng của bà con cô bác gửi vào đây thì mình nghĩ là nó rất là đẹp và tuyệt vời quý anh chị. Không hẳn là mình đến đây mình để quay khán giả không đâu, mình quay ở đây là mình quay chia sẻ khung cảnh ở đây, muốn gửi đến cho tất cả bà con cô bác ở xa những cái hình ảnh của mộ của chú quý anh chị. Nhưng mà một khi những cái thì khán giả nào có thiện chí đến đây thì mình cũng là phỏng vấn, mình hỏi đôi ba câu thôi chứ không có ý xấu gì hết. Mà nhiều khi mình chia sẻ hôm gài mình thấy khá là nhiều đó, một số khán giả là kiểu như tỏ cái thái độ là với anh em mình, đặc biệt là nhiều khi với Duy Minh nó kiểu như là khinh thường quý chú chị, nó thật sự luôn khinh thường anh em mình, nó thật sự luôn. Nếu mà bà con, nếu mình đông điếm ra, nếu mà anh em mình không chia sẻ những cái mộ của chú từ đầu mùa tới cuối mùa làm sao bà con biết, nó thật sự luôn. Mà nhiều khi cũng rất là buồn, nhưng mà vì lý do là cậu thôi, mình suy nghĩ nó thống thoát cho nên là mình cũng cho qua đi đó. Ở đây cũng nhờ anh em mình chia sẻ ở đây vị trí này mới bà con mới biết đến, mới tìm đến đây để là thắp hương cho chú và có những cái kết nối, như là bà con tặng những cái lãng hoa nè, cũng như là từ thiện hay là gì đó cũng kết nối với nhau, chứ có cái ý gì xấu đâu. Nói chung YouTuber thì cũng có nhiều người tốt người xấu chứ, không lẽ là quơ đổ cá nắm của chương trình nó mà đi kiểu như là khinh thường mấy anh em mình. Nó thật sự là chia sẻ ở đây thì bà con đến đây rồi mới biết được những nhiều khi một số những cái thái độ của mà một số thôi nghe, nó là số ít thôi chương trình, khinh thường anh em mình dữ lắm, nó thật sự luôn. Nên là mình cũng rất là buồn. Nói chung là rất mong là bà con cô bác mà được xem video này có thể đến đây thì có cái thiện chí hơn. Nói chung là mình đến đây vì cậu đi, mình đừng có nghĩ gì cái gì một cái gì gì khác của chú anh chị đó. Vì cậu đi, mình thắp hương mình viếng thì ai đến đây thì làm gì làm, nói chung là có lòng tôn kính cho chú được rồi, thắp hương viếng rồi quay phim chụp hình gì cũng được, thật sự luôn. Nhiều khi là nghe mình nói nó chạm vô cái lòng tự ái của mình quý anh chị. Rồi nhiều khi mình gặp khán giả không muốn hỏi luôn, thật sự nhiều khi mình hỏi mà gặp thái độ mà khán giả thiện chí không nói, gặp thái độ mà không thiện chí ngoách ngang hoặc là tỏ vẻ này kia đồ thì rất là buồn. Bà con xem video cũng có biết những cái video này. Đây thì mình quay khung cảnh thì bà con rất là thích những cái khung cảnh của chú cũng như những cái lãng hoa thì thì mình quay ở đây chia sẻ mà lỡ có chúng thì mong bà con thì cũng thông cảm chứ sao giờ đó.
Bụi hả chị? Ở bên kia có khăn giấy hả chị? À. Chị từ đâu đến hả chị? Ở gần đây ha. Từ nhà kia đây 5 phút. Giờ không dám hỏi luôn, sợ gì không dám quay luôn, sợ quay gặp sợ quay nhiều. Giờ nhưng rồi cái rồi bây giờ em phải lần lần ra ra. Bởi vì mình phải gà ở ngoài nữa chứ thử coi cái ý của người ta muốn không. Chứ nhiều khi khán giả nhiều khi bị tù cảm xúc luôn, thật sự luôn. Với điều máy là gì cái nói là tù cảm xúc. Bây giờ tới đây ra. Nói chung á là mình đến đây mình quay mình chia sẻ cái hình ảnh tại mộ của chú. Thì bà con cũng nó cũng... là cảm xúc của mình. Cảm xúc mình nhiều mình khi quay được cái cảnh hai cô chú với từ đầu phát thì máy lên quay đúng không? Có quay được khúc sau. Đó, khi nhiều khi cô tâm sự mình mới hiểu được cái lòng yêu thương mến mộ của hai cô chú đó. Chạy xe máy nha, từ Đồng Tháp chồng đèo vợ lên. Dạ. Lên trên đây tối ghế nhà con ở Bình Dương hay sao không biết nữa. Rồi sáng sớm lên đây đốt nhang cho quận năm. Rất rất quý cô chú chị. Đúng rồi. Mà những cái hình ảnh như vậy là anh em mình không chia sẻ làm sao bà con ở xa người ta không có đến đây á, tại sao người ta nhìn thấy mà ta hiểu được cái tấm lòng của bà con đúng không anh? Đó, nhưng mà em nghĩ đâu cái đó là cái điều tốt, đâu có gì xấu đâu mà phải ấy đúng không? Đây là những cái điều tốt thôi chứ đâu có phải là điều xấu đâu mà mình phải sợ, thật sự mình sợ cái những điều xấu thôi. Hôm trước thì gió nó bị bể một người mình biết rồi nha, cái chú này nó ngại quá, bực bơ đêm á. Bảy kính chị. À cái hôm mà đưa cậu lên, chị có lên không? Cái ngày đầu tiên là chú á. Cái hôm đó là chị đứng lên được, chị thấy đông không? Thấy, chị bước ngoài đó. Dạ. Có trời mà, nhưng mà để cho người nhà người ta cúng thì mình gần thì mình lên khi nào không được. Dạ. Đúng rồi, chị gần lên trang chút với nhà chị. Chị ở Cánh Phú Hòa đúng không? Chính đâu đây? Hôm bữa nay chị không có đi làm hả sao chị? Kinh doanh tự do ha, vậy ha. Công việc cũng thoải mái quá chứ chị. Dạ. Lỡ như có hỏi gì bậy bạ cũng thông cảm giùm nghe chị. Nhiều khi em thì cũng dân quê chăn chắc thôi chứ không phải dân cái trình độ gì. Tại vì đến đây mến mộ chú cũng muốn chia sẻ đây thôi chứ cho nên có những cái lời hỏi nó không có phải thì mong chị thông cảm ha. Yêu quý cậu Năm Vũ Linh, nó tuyệt vời luôn đó. Người ta nói tâm sanh tướng. Dạ. Con người mà sống có đức thì đến khi người ta đã gieo rồi thì dần. Dạ. Dạ. Nói chung là ta đã gieo mầm thì một ngày nào đó nó sẽ nảy mầm rồi ha chị. Trong clip á, trong clip mà chị Hằng Ngọc chụp hình lại á, chứ không phải là chụp đâu. Cái này là lúc sinh nhật chú hay gì? Sinh nhật cháu, không sinh nhật cái lúc chú đang chơi với lại chú đang chơi với mấy cho bé Ruby á, cháu con của chị Hồng Loan. Bé Bun với lại bé Ruby đó. Đó, rồi chụp bằng hình lại đó, chứ phải là ở đâu. Thì clip mà. Đúng rồi, đúng rồi. Đây con chị. Của em Ruby ha. Ruby đúng rồi. Vì em này 21 tuổi. Em Ruby nè. Em Ruby này nha. Ừ. Ruby. Em của em Ruby luôn. Em Ruby. Đây Ruby nè. Em Ruby nữa nè, đó. Hôm nay cái đó thì cũng chị Thu Hồng. Không, chị Thu Hồng đúng không? Chị Hồng Cô Vi A. Cô Vi A này nó thuộc nước nào anh? Hàn Quốc. Hàn Quốc Cô Vi A là Hàn Quốc. Ừ. Hàn Quốc hay là Nhật? Cô Vi A Hàn Quốc. Cô Vi A là Hàn Quốc. Ừ. Em nói người mới làm gắn mộ ta. Thích người nhà nói là trong vòng 100 ngày. Dạ. Hôm nay cũng đã 48 ngày rồi chị. Hôm nay là 49 ngày của chú rồi đó. Dạ, theo theo quan niệm thì qua 49 ngày người 49 ngày thì mất thì đi đầu thai nha. Đó theo kinh. Nhưng mà đồng hồ rồi. Đồng hồ rồi. Đồng hồ rồi. Ý là mình nói 49 ngày là an vậy đó. 49 ngày là sẽ đi đầu thai. Đồng hồ lấy ngày rồi thì khi nào làm? Đồng hồ hả? Cái hôm mà nhà ra đồng hồ để 40 ngày đó. Đồng hồ là lấy ngày rồi đó. Đúng rồi, lấy ngày rồi. Rồi mai mốt ngày không được nên mình xem được hết. Mùa có cậu nghe anh cho bảo là đá đó là đá đỏ Ấn Độ, đá đỏ quy chứ đá đỏ Ấn Độ, trên này đá nó khắc
cho kỹ ha, mình dạ. Ấy là nó bị biển. Tại vì chú là một người là của công chúng á, cho nên là em nghĩ qua viên là, phải làm cho nó cẩn thận á. Dạ. Dạ, cô chú ơi, ở cái khu này nha, cái khu này là không được xây cái mái nha. Ở đây đúng rồi. Theo cái khu mộ của nghệ sĩ mà. Không có cái khu nè. Vô trong thì mình vẫn được xây mái, xây giúp xây mái là bên khu của là gia đình, gia đình là mới được xây còn thôi. Khu này là như thế này thôi đó, chỉ được như cô thân như vệ thôi, hoặc là mình làm nhỏ nhỏ thôi đó. Dạ. Yeah. Quy định ở đây mà. Đúng rồi. Nói chung quy định ở đây vậy đó. Thì trước khi mình mua ở đây là người ta cũng đã nói rồi. Cho nên là trong hợp đồng thì cũng đã có rồi quý chú chị. Cho nên là không có làm mái được đâu. Giống như chú Thành Tú rồi chú Hề Sa đó, như cô thân như vệ vậy đó. Thì đang đọc cái bài thơ của cô Minh Nga. Cô này là bảy mấy tuổi đó cô. Cô ở Hà Nội ha. Cô ở Hà Nội á. Bài thơ của bà gửi tới. Cô này Vũ Linh ơi, hỡi Vũ Linh. Sao em sớm bỏ trần gian về trời? Bao người sống trên đời thương em như thể người thân trong nhà. Những lời em hát em ca cả già trai gái đời đời khắc ghi trên đời. Chỉ có em thôi, có tài có đức lại có nhân, thương người như thể thương thân, âm thầm cứu giúp biết bao nhiêu người. Khi em đã xa rồi, mọi người mới biết em là nghĩa nhân. Hay ha. Nghe. Cô này... Tây Sơn Đống Đa Hà Nội. Đó, chị. Cô... Chúng tôi có cho chia sẻ. Dạ. Chúng làm chúng tôi có cho chia sẻ đưa lên. Đến là khi mà mắc rồi, gia đình mới đưa lên hả chị? Không phải là gia đình mà là những người mà biết là lên tiếng. Dạ. Là những cái người trong họ từ thiện người ta đưa lên. Dạ. Cái gia đình đó thì cũng ít có hé lộ. Dạ. Có chú Thành đó thì ổng hay nói. Dạ. Tự tí thôi. Em cũng có coi rồi clip. Chị hay coi, hay coi cái chú Thành like không? Đúng nè, nói chung là theo dõi Hồng Phượng. Này kia. Ngày xưa dạ. Chú Linh đâu có chia sẻ cái gì trên mạng đâu mà biết. Dạ đúng rồi. Chú. Dạ. Chú Hờ Kính hả chị? Đúng rồi, ngày xưa chị ở gần nhà chú đó mà đâu có biết nhà chú đâu. Ngày xưa chị ở Phú Nhuận luôn. Phú Nhuận hả? Ờ. Chị đâu có biết nhà chú đâu mà thần tượng chú nay 37 năm rồi, chị nay 41 tuổi rồi. Dạ. Ờ cũng không có biết. Đến khi mà sau này Hồng Phượng Phi nói thôi nè, chia sẻ trên mạng á mình dạ. Mới biết được rồi. Bề thường của chú là sao? Dạ. À, càng biết thì mình lại càng thích hơn. Theo như em biết á, ngày xưa là chú đúng ra là chú không có mà truyền ngày lại cho là người chị Hồng Phượng đó. Mà là cái người cháu chú là con của chú Tiểu Linh á, Tiểu Linh á. Có nghĩa là Hồng Phượng ngày xưa theo âm nhạc chứ không phải. Dạ, theo âm nhạc dạ. Tại sao này khi nói ngôi á thì chú Linh lúc đó chú Linh còn sợ là Hồng Phượng làm không được. Dạ. Đến khi mà nghệ sĩ Hoài Linh giúp á thì mới nghĩ là sao mà người ngoài giúp mà cậu giúp á. Nghe nói là con của chú Tiểu Linh cũng hát cũng hay ha. Hát có cái giọng hao hao. Có giọng. Chú Linh à. Bởi vì là chú mới chọn là con của chú Tiểu Linh đó. Nhưng mà một cái vấn đề gì đó thì mình không biết. Tiểu Linh Vũ hả? Tiểu Linh Vũ đúng rồi. À. Con của chú Tiểu Linh á. Nghe qua anh chở đi phát xe cho ông. Đúng rồi, em có thấy. Chiều anh chở đó. Em có thấy trên video của anh á. À. Chú Tiểu Linh á. Mà chú đang bệnh tù lắm, chú thở không hủ luôn á. Chú bệnh. Chú bị phổi và bị phổi khổ lắm. Làm nặng là nó mệt nha. Đúng rồi, không biết chú có hút thuốc không? Có chú hút thuốc, tôi kể chú hút thuốc. Rồi, chú hút thuốc chắc cũng nhiều lắm. Đúng rồi. Sáng nay mình thấy con thấy nó bình yên quá hả? Nó đang dịu ha. Nó mát ha. Cô chú về ra rai gọi là ra rai đúng không? Lê gai mà không có nửa tiếng 15 phút rồi mà cô chú về ra rai đó. Đúng rồi. Sáng nay là chị Lina Quỳnh có cúng một cái dĩa cơm, cái hộp cơm chay của chú anh chị. Thiếu là mình sẽ thỉnh cái hộp cơm chay này mình ăn, cũng như là lấy cái lọc của chú cúng trước 49 ngày của chú anh chị. Mình sẽ không bỏ. Tại vì nhiều khi mình cúng này mà mình đem ngồi đó là mình để ý rồi, không có ai ăn hết đâu của chú anh chị. Nó thật sự luôn. Cho nên là Duy Minh cúng giùm cho chị cái tuần thất 49 ngày. Trước một ngày của chú anh chị thì Duy Minh sẽ thỉnh là Duy Minh ăn. Chứ là nếu mà đem ra ngoài là bảo đảm mà không ai ăn luôn. Đó. Đúng rồi. Như một cái chai nước. Hóa thiệt anh. Hóa thiệt này hôm qua là buổi chiều tối khi mà mấy anh em đang ấy đó anh. Đang mà dọn á. Đang dọn á thì anh có xem video á anh thấy. Nè là một cái người rapper. Người rap. Rap hả? Rap á, trời lại đây. Rap thì rap nên em nói lộn. Rồi, em nói rapper bởi vì em nói lộn là em nói rap, shipper.
Rapper là ta hát. Rapper là ta hát, đúng rồi, cho nên là em lộn, em nói mới là rap. Rồi, xin lỗi bà con nha. Cái gì cũng lộn, không dịch còn lộn mà bà con. Đúng không? Cái gì đâu có ai mà hoàn hảo được. Huống chi là anh em mình là người học kém á quý chú chị. Nói chung là trình độ không tới đâu hết á. Cho nên là nói ra bằng cái chăn chắc của người dân quê thôi. Biết gì nói đó, nhiều khi cũng nói cũng chịch lên chịch xuống thì mong bà con cũng thông cảm. Sáng này cũng hơi buồn buồn ha quý chú chị. Gió thì nó mát thiệt. Mà sáng này có chị không cho quay là hơi quế. Thì chung là chị không cho quay mà như là chị không cho quay nhưng mà chị nói kiểu như nói kiểu khi dễ anh em mình á, kiểu như cái nói cái thái độ á, chứ còn cái mà không cho quay thì mình đâu có buồn. Ví dụ như mình nói em ơi đừng quay chị, nói câu nhẹ nhàng thôi. Trời ơi nghe nó thấu tim luôn á, chứ đâu phải rằng kiểu như cái thái độ của người khác mà kiểu như khinh khi mình á thì mình nghĩ như thế nào rồi. Đúng rồi, hiểu rồi. Đúng không? Mình không quay luôn. Thì mình không quay nhưng mà kiểu như cái thái độ cũng là một cái câu nói là không cho quay. Nhưng mà nhiều nó có hai cách nói. Rồi có chị là lịch sự rất ràng. Em ơi đừng quay chị. Đó, thật sự luôn mình quay đây có nhiều chị lại nói rất là lịch sự. Em ơi đừng quay chị. Mà người ta vui vẻ nha, ta vừa không cho mình quay nhưng mà ta nói, ta cười nha, vui vẻ. Mình rất là kính nể những người đó luôn, thật chắc luôn á. Mình kính nể, mình bái phục luôn. Tiên người ta có cái lời nói là không cho mình quay thì mình cũng hơi buồn đúng không? Nhưng mà ngược lại là mình vui là tại vì cái thái độ của người ta nói chuyện với mình, người ta kính nể mình chứ không phải giỡn đâu nha. Người ta nói nhẹ nhàng, vui tươi thì là người ta nể mình đó. Còn có buồn cái là một vị khách cũng như này nói ngang á, rồi không cho anh em mình thì nó hơi buồn. Nó kiểu là không có tình cảm. Cảm như là khi giỡn anh em mình là YouTuber cũng như là láo tét như là sao. Nhưng mà chị nói ra thì không suy nghĩ lại ha. Thì chắc có lẽ mình làm dâu trong họ. Làm dâu trong họ đi. Nói chung là xí xóa bỏ qua đi ha chú. Bỏ qua đi chú ơi, cho con thỉnh thỉnh cái này luôn ha tí xíu. Chị tay với chú à. Nói chung là anh em á, anh em thì còn chia sẻ ở đây ngày nào thì còn chia sẻ, chứ một khi mai mốt thì cũng qua những cái thời gian này á, thời gian thật mà ở đây làm mẫu xong không biết là anh em có thể là đến đây chia sẻ nữa hay không đó. Thì những cái hình ảnh này thì mình cũng sẽ lưu vào cái đầu óc của mình đó, kỷ niệm với chú anh chị. Thôi thì video đến đây thì Duy Minh chia sẻ cũng khá dài rồi. Thì video này là video cũng có tâm sự trong đây. Thì mong bà con cô bác hay nhận xét cũng như để lại những cái bình luận ý kiến của mình ha quý chú anh chị. Đó, để cho Duy Minh được biết có thể là rút kinh nghiệm quý chú anh chị. Đúng sai gì mong bà con cũng là góp ý cho Duy Minh ha. Chào chị. Có em nữa rồi, ok chị. Ừ, ha. Cái đó em không biết chị ạ. Thì xin chào bà con ha. Nếu thấy video có ý nghĩa thì cho Duy Minh một like, một đăng ký ủng hộ kênh quý chú anh chị. Và xin chào tạm biệt bà con. Hẹn bà con là một cái video tiếp theo ạ.